Ngày 3 tháng 9, thêm 14.922 ca mắc COVID-19, riêng thành phố Hồ Chí Minh có đến 8.499 ca. Thông tin các ca mắc mới COVID-19 Tính từ 17 giờ ngày 2 tháng 9 đến 17 giờ ngày 3 tháng 9, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.922 ca nhiễm mới, trong đó 28 ca nhập cảnh và 14.894 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh. 8.499, Bình Dương 3.676, Đồng Nai 986, Long An 564, Tây Ninh 267, Tiền Giang 154, Kiên Giang 104, Đồng Tháp 82, Đà Nẵng 81, Bình Thuận 75, An Giang 62, Khánh Hòa 61, Hà Nội 58, Bà Rịa Vũng Tàu 39, Nghệ An 37, Quảng Ngãi 24. Phú Yên 19, Bình Định 17, Thanh Hóa 15, Cần Thơ 10, Gia Lai 10, Đắk Nông 9, Bình Phước 8, Vĩnh Long 8, Trà Vinh 5, Hà Tĩnh 5, Bến Tre 5, Cà Mau 4, Quảng Nam 3, Nam Định 2, Bạc Liêu 2, Bách Ninh 1, Hậu Giang 1, Bắc Giang 1, trong đó có 9.275 ca trong cộng đồng chi tiết ca mắc COVID-19 hôm nay ở các tỉnh, thành. Như vậy, trong 24 giờ giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.708 ca, tại thành phố Hồ Chí Minh tăng 2.536 ca, Bình Dương giảm 828 ca, Đồng Nai tăng 183 ca, Long An giảm 19 ca, Tây Ninh tăng 205 ca. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 501.649 ca nhiễm, đứng thứ 53 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 161 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 5.103 ca nhiễm. Ngày 3 tháng 9, thêm 14.922 ca mắc COVID-19, riêng thành phố Hồ Chí Minh có đến 8.499 ca. Đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, Cộng số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 497.391 ca, trong đó có 267.894 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Cộng có 10 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước, Quảng Ninh, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc. Cộng có 05 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Con Tum. Hà Nam, cộng 05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là thành phố Hồ Chí Minh 241.084, Bình Dương 126.408, Đồng Nai 26.314, Long An 23.785, Tiền Giang 10.290. Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19. 1. Số bệnh nhân khỏi bệnh. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 11.344. Tổng số ca được điều trị khỏi 270.668. 2. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.491 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 4.122, thở oxy dòng cao HFNC 1.295, thở máy không xâm lấn 179, thở máy xâm lấn 867, ECMO 28. 3. Số bệnh nhân tử vong trong ngày Tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 338 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh 250, Bình Dương 44, Cà Mau 30, Đồng Tháp 5, Hà Nội 2, Đắk Lắk 2, Tiền Giang 2, Bến Tre 1, Bình Thuận 1, Khánh Hòa 1. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 12.476 ca chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới, 2,1%. Tình hình xét nghiệm Trong 24 giờ qua đã thực hiện 715.672 xét nghiệm cho 1.223.119 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện 16.63.195 mẫu cho 37.33.557 lượt người. Tình hình tiêm chủng vaccine COIVD-19

trong đó 196.742.745 khỏi bệnh, 4.558.955 tử vong và 18.771.807 đang điều trị, 105.682 ca diễn biến nặng. Trong ngày số ca nhiễm của thế giới tăng 150.726 ca, tử vong tăng 3.128 ca, châu Âu tăng 29.384 ca, Bắc Mỹ tăng 19.153 ca, Nam Mỹ tăng 419 ca châu Á tăng 98.219 ca, châu Phi tăng 1.878 ca, châu Đại Dương tăng 1.673 ca. Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 55.393 ca, trong đó Malaysia tăng 19.378 ca, Thái Lan tăng 14.653 ca, Philippines tăng 20.310 ca, Campuchia tăng 491 ca. Lào tăng 146 ca, Singapore tăng 219 ca. Đông Timor tăng 196 ca. Những hoạt động nổi bật của ngành y tế trong ngày. Tiếp tục triển khai phân bổ 54.000 lọ thuốc Remdesia điều trị COVID-19 cho các cơ sở điều trị, nâng tổng số thuốc này đã phân bổ lên hơn 227.680 lọ. Đây là lần phân bổ thứ 5 thuốc Remdesia điều trị COVID-19 của Bộ Y tế và đợt phân bổ này tập trung chủ yếu cho các cơ sở điều trị COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn bạn đã xem video, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh Oanh Plus nhé.